Ban tổ chức chặng đua xe công thức 1 chính thức thông báo hủy chặng đua F1 tại Việt Nam năm 2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo ban tổ chức, chặng đua F1 tại Việt Nam, việc hủy chặng đua tại Hà Nội là quyết định cần thiết bởi những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Ban đầu, chặng đua được ấn định vào ngày 5 tháng 4. Tuy nhiên, do đại dịch COVID bùng phát, ban tổ chức đã hoãn vô thời hạn vào ngày 13 tháng 3 và chính thức hủy vào ngày 16 tháng 10. Như vậy, trong mùa giải năm nay, tổng số chặng đua công thức 1 bị hủy là 13 chặng, gồm Australia, Trung Quốc, Hà Lan, Monaco, Azerbaijan, Canada, Pháp, Singapore, Nhật, Mỹ, Mexico, Brazil và Việt Nam. Số chặng đua được tổ chức là 17 chặng, trong đó hầu hết các chặng đều diễn ra theo hình thức không có khán giả.